Ok, Tài Lộc mến chào cả nhà mình trên kênh ha. Thì ngày mới Kiều xin chúc cho cả nhà mình trên kênh dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, làm ăn phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn ha. Thì hôm nay Kiều Tài Lộc đi đến ông Tà giữa đồng, cầu tài cầu quỷ linh thiêng nơi đây để xin tài xin lộc cho cả nhà mình cho ngày mai ha, là thứ hai ngày 26 tháng 6 năm 2023, ba miền, miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Nam là chính. Thì ông bà bắt về cho cô, cho cả nhà mình được ngày mai thắng lớn và được gỡ ha. Thì cả nhà mình thì xem có xem kênh của Kiều Tài Lộc thì nhớ ủng hộ cho Kiều Tài Lộc, bấm cho Kiều Tài Lộc một like, một bình luận, một đăng ký kênh ha cả nhà. Thì để cho kênh Kiều Tài Lộc phát triển, để có động lực sinh tài sinh lộc cho cả nhà mình mỗi ngày, thì cả nhà mình chia sẻ, bạn bè Zalo, Facebook đều biết Kiều Tài Lộc, thì Kiều Tài Lộc rất cảm ơn. Thì cả nhà mình muốn cần Kiều giúp đỡ trang trải cuộc sống nợ nần khó khăn thì tối đêm nay 12 giờ đêm Kiều Tài Lộc đi đến chỗ nơi linh thiêng để xin tài xin lộc cho cả nhà mình được ngày mai thắng lớn. Thì cả nhà mình cứ mạnh dạn kết bạn vào Zalo. Zalo của Kiều Tài Lộc là 0368949187 ha. Zalo có để trên màn hình. Zalo không có tốn phí, cả nhà mình cứ mạnh dạn vào thì Kiều sẽ cố gắng giúp đỡ cho cả nhà mình vào bờ an toàn ha cả nhà. Thì cả nhà mình chơi tâm linh thì phải tin tưởng mà chơi ha. Tâm linh thì có thắng có thua, có trúng thì cả nhà mình trả lễ ông bà, ông bà mới độ cho cả nhà mình được thắng lớn được gỡ ha. Thì nay Kiều Tài Lộc có mua bánh và rượu, nhang đèn, bông hoa để dâng lên để trả lễ cho ông bà nơi đây để xin cặp tài cặp lộc ha. Thì trước thì trả lễ, sau thì xin cặp tài cặp lộc cho ông bà nơi đây để cho cả nhà mình được ngày mai thắng lớn và gặp gỡ đấy cả nhà. Rồi trước tiên thì để Kiều Tài Lộc mời mấy ông về dùng bánh và rượu ha. Thì con mời mấy ông nơi đây, ông tài giữa đồng, cậu tài cậu quý linh thiêng nơi đông. Thì mấy ông về dùng bánh và đậu cho con xin tài xin lộc cho ngày mai, cho con nổ đầu nổ đuôi nổ ba bốn lô thì có lộc có lá, thì con sẽ quay ra đây để cúng tiến để trả lễ cho mấy ông. Con mời mấy ông về dùng rượu nè, nếu ngày mai ông bắt đổ cho con thì trên lộc trên kênh và Zalo thì được thắng lớn và gặp gỡ nhau. Có lọc có lá thì con sẽ quay lại đây để con đi trả lại cúng kiến cho mấy ông. À, đã kêu Tài Lộc để đốt nhang để cầu gái ông bà nơi đây nha. Thì con thành tâm cầu gái ông Tà giữa đồng, cậu tài cậu quý linh thiêng nơi đây mà đổ cho con ông tài xin lộc cho ngày mai là 26 thứ hai ngày 26 tháng 6 năm 2023, ba miền, miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Miền Nam là chính. Thì ông bắt cho con lộc xăm hoặc lộc thuốc cho ngày mai chúng lớn, thì có lộc có lá thì con sẽ quay lại đây con trả lễ cho mấy ông. Tiếp tục ha, thì Tài Lộc xin một cái lọc thuốc cho cả nhà mình trước tiên ha.
tươi con thành tâm, cầu giấy ông tà giữa đồng cậu tài cậu quý linh thiêng nơi đây hà độ cho con, bắt cho con cái đầu lọc thuốc một con số hiện cho nó rõ và chính xác và chuẩn cho ngày mai là thứ hai ngày 26 tháng 6 năm 2023. Ba miền miền Nam, miền Trung, miền Bắc, miền Nam là chính. Thì ông bắt cho con cái đầu lọc thuốc này cho về ngày mai trúng lớn thì có lọc lớn con nhận lớn, có lọc nhỏ con nhận nhỏ. Có lọc thì con sẽ thành tâm trả lễ cho mấy ông. Rồi để kìa tài lọc trở lên cho ông bà bắt về hết cả nhà. Rồi tiếp tục thì kìa tài lọc xin một cái vẽ xăm cho cả nhà mình ha. Thầy con thành tâm cầu giấy ông tà giữa đồng cầu tài cầu quý chơi ngủ đất đai cho ăn cho ở đây cảm ơn chứng minh thì mấy ông về độ cho con xin một cây quẻ xăm cho chính xác ngày mai là thứ hai ngày 26 tháng 6 năm 2023. Ba miền miền Nam, miền Trung, miền Bắc, miền Nam là chính. Thì ông bắt cho con quẻ xăm cho ngày mai trúng lớn thì có lộc lớn con nhận lớn, có lộc nhỏ con nhận nhỏ. Có lộc thì con sẽ thành tâm trả lễ cung kiến mấy ông. Rồi quẻ xăm đã gớt xuống ha cả nhà. Thì đã gớt xuống thì để Kiều lấy lên cho cả nhà mình nhìn thấy ha. Nay quẻ xăm cho cả nhà mình nhìn thấy ha. Đặt ngửa ha cả nhà. Đặt ngửa cả nhà ơi. Thấy số luôn cả nhà ơi. Con 57 ha cả nhà. 57. Rồi để kiều tài lộc khăn giấy gỡ lên cho ông bà bắt về ha. Thì con thành tâm cầu giấy ông tà giữa đồng cậu tài cậu quỷ linh thiêng nơi đây độ ông bắt cho con quẻ xăm là con 57 này cho về ngày mai là thứ hai ngày 26 tháng 6 năm 2023. Ba miền miền Nam, miền Trung, miền Bắc, miền Nam là chính. Thì ông bắt cho con quẻ xăm 57 này cho về ngày mai trúng lớn thì có lộc lớn con nhận lớn, có lộc nhỏ con nhận nhỏ. Có lộc thì con sẽ thành tâm trả lễ cung kiến mấy ông. Rồi để kìa tài lộc gỡ lên cho ông bà bắt về hết cả nhà. Thì cả nhà mình thì có xem kênh của Kiều Tài Lộc thì nhớ ủng hộ cho Kiều Tài Lộc ha, bấm cho Kiều Tài Lộc một like, một bình luận, một đăng ký kênh để cho kênh Kiều Tài Lộc phát triển, để có động lực sinh tài sinh lộc cho cả nhà mình mỗi ngày. Thì cả nhà mình chia sẻ, bạn bè, Zalo, Facebook đều biết Kiều Tài Lộc thì Kiều Tài Lộc rất cảm ơn. Cả nhà mình muốn cần Kiều giúp đỡ trang trải cuộc sống nợ nần khó khăn thì tối đêm nay 12 giờ đêm Kiều Tài Lộc đi đến chỗ nơi linh thiêng để xin tài xin lộc cho cả nhà mình được ngày mai thắng lớn. Thì cả nhà mình cứ mình dạng kết bạn vào Zalo ha. Thì Zalo của Kiều Tài Lộc là 0368 9491 87 ha. Zalo thì không có tốn phí ha. Cả nhà mình cứ mạnh dạn kết bạn vào thì Kiều sẽ cố gắng để giúp cho cả nhà mình ăn lớn vào bờ ha cả nhà. Thì cả nhà mình cho tâm linh thì có thắng có thua, có trúng thì cả nhà mình phụ trả lễ ông bà. Ông bà mới độ cho cả nhà mình được thắng lớn rồi cỡ ha cả nhà. Rồi tiếp tục thì Kiều tài lộc ha. Tỉnh cái lọc thuốc cái nhà mình tham khảo cái nhà. Rồi thì để Kiều Tài Lộc xin kéo ba ngao cái nhà.
thì cả nhà mình xem cho kỹ đi. Cả nhà mình phóng to, phóng nhỏ và chụp màn hình lại ha. Chụp màn hình và nhớ bấm cho Kiều Tài Lộc một cái bình luận ha cả nhà. Bấm cho Kiều Tài Lộc một bình luận và chia sẻ ha. Có trùng quan điểm với cả nhà mình không cả nhà? Thì cả nhà mình cái đầu nhìn thấy cái đầu lọc thuốc, cái có duyên cái đầu lọc thuốc, nhìn thấy có gõ chính xác cái lọc nào thì cả nhà thích thì cả nhà chơi, còn thích thì cả nhà mình tham khảo ha. Thì Kiều Tài Lộc có dành riêng trên Zalo cho cả nhà mình tối đêm nay đó. Thì cả nhà mình cứ mạnh dạn kết bạn vào Zalo, thì tối đêm nay Kiều Tài Lộc đi đến chỗ nơi linh thiêng để xin tài xin lộc cho cả nhà mình được ngày mai tháng lớn đó. Thì cả nhà mình cứ mạnh dạn kết bạn vào Zalo đi, thì Kiều sẽ giúp, cố gắng giúp đỡ cho cả nhà mình được ngày mai tháng lớn vào bờ an toàn ha cả nhà. Thì Zalo của Kiều Tài Lộc là 0368949187 ha. Zalo có để trên màn hình thì cứ mạnh dạn vào, Kiều sẽ giúp đỡ cho cả nhà mình ha. Thì chơi tâm linh thì có thắng có thua, có trúng thì cả nhà mình trả lời ông bà, ông bà mới giúp đỡ cho cả nhà mình thắng lớn và gặp gỡ cả nhà. Rồi để Kiều Tài Lộc xây cái đầu lọc thuốc cho cả nhà mình nhìn thấy ha. Đây rồi cả nhà mình xem đi, xem cho kỹ đi và để Kiều Tài Lộc ha, để tàn cái đó, cái đầu lọc tốt thì Kiều sẽ chốt cho cả nhà mình nhìn thấy ha, cái tài cái lọc của ông bà nó đây ha, để cho ông bà hút cái thuốc cho cả nhà mình cho nó tàn đi ha, rồi Kiều sẽ chốt cho cả nhà mình nhìn thấy ha cả nhà. Rồi cả nhà mình đợi Kiều chút lát ha.
Đây để kêu nhìn thấy cho rõ ha cả nhà. Để chốt cái đầu lọc thuốc cho cả nhà mình nhìn thấy ha cả nhà. Rồi. Và để cho cả nhà mình nhìn thấy luôn nè. Nè, đôi mắt của Kiều nhìn thấy là con số số 5 ở đây nè cả nhà. Thấy không? Ông bà vẽ cho cả nhà mình thấy con số 5 luôn. Trước tiên là con số 5 nè. Ở đằng sau số 5. Ở đằng trước nè. Thì Kiều Tài Lộc nhìn thấy là con số 1 nè. Kiều chốt là con 15 ha. 15 cái lọc thuốc nha cả nhà. Rồi để kêu khán giấy gỡ lên cho ông bà bác chị ha. Thì con thành tâm cầu giấy ông Tà giữa đồng cậu tài cậu quý linh thiêng nơi đây hà đạo cho con xin cái đầu lọc thuốc là con 15 này ông bắt về cho con ngày mai là thứ hai ngày 26 tháng 6 năm 2023 ba miền miền Nam miền Trung miền Bắc miền Nam là chính thì ông bắt cho con cái đầu lọc thuốc con 26 này cho về ngày mai nổ đầu nổ đuôi nổ 3-4 lô thì có chúng lớn con nhận lớn có chúng nhỏ thì con nhận nhỏ có chúng thì con sẽ thành tâm trả lệ cho mấy ông. Và để Kiều Tài Lộc gỡ lên cho ông bà bắt chè hết cả nhà. Thì vũ sinh tài sinh lộc cho cả nhà mình ngày mai đó. Và để Kiều phân bố kết quả cho cả nhà mình xem. Thì cái lộc xăm đó thì con 57 ha. Lọc thuốc là con 15 ha. Thì bổ sinh tài sinh lộc cho cả nhà mình ngày mai đó là thứ hai ngày 26 tháng 6 năm 2023 ba miền miền Nam miền Trung miền Bắc thì lọc xăm là con 57 lọc thuốc là con 15 ha. Thì cả nhà mình có chơi thì cả nhà mình chơi đảo rồi ha. Thì cái lọc ông bà thì thường thường bắt về đảo lắm ha cả nhà. Rồi thì Kiều Tài Lộc để gỡ thắng giấy gỡ lên cho ông bà bắt về cả nhà. Thì cả nhà mình á thì có xem kênh thì nhớ ủng hộ cho kênh của Kiều Tài Lộc ha. Bấm cho Kiều Tài Lộc một like, một bình luận, một đăng ký kênh để cho kênh Kiều Tài Lộc phát triển để có động lực sinh tài sinh lộc cho cả nhà mình mỗi ngày. Thì Kiều Tài Lộc cũng rất cảm ơn thì cả nhà mình giới thiệu bạn bè Zalo Facebook đều biết Kiều Tài Lộc thì Kiều Tài Lộc cũng rất cảm ơn cả nhà mình nhiều ha. Thì cả nhà mình thì muốn cần Kiều giúp đỡ trang trải cuộc sống nợ nần khó khăn thì cứ mình dạng kết bạn vào Zalo của Kiều ha. Zalo của Kiều là 0368949187 ha. Thì để tối đêm nay thì để giúp cho đỡ cả nhà mình ngày mai được thắng lớn và gặp gỡ ha. Thì Zalo thì không có tốn phí, có để trên màn hình đó. Cả nhà mình cứ mình dạng vào thì chơi tâm linh thì lúc nào cũng thắng có thua có trúng thì cả nhà mình trả lễ ông bà mới độ cho cả nhà mình được thắng lớn ha. Thì Kiều xin kết thúc video đây ha cả nhà. Thì chúc cho gia đình cả nhà mình ha một buổi tối tràn đầy hạnh phúc ha, làm ăn cho ngày mai được phát tài phát lộc ha, xin tài được tài xin lộc được nhiều may mắn ha cả nhà. Xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo.